Cơ sở nói rượu tên gì đây? Tên Trị. Tên Trị không? Cơ sở nấu rượu hai Trị. Mấy cái trong đây là mình ngâm gạo vô hay sao cô? À. Nước rồi mình thấy không? Dạ. Nước ha. Mà ủ mấy ngày vậy? Ủ 7 ngày. 7 ngày. Ừ. Rồi. Ăn như sao rượu vậy? Dạ dạ. Nó giống như cùng nếp nên ủ vậy mà. Cùng nếp. Ừ. Rồi mình ủ sao rồi mình cho vô đâu? Mấy ngày rồi mình mới đổ nước. Đổ nước. Ừ. Làm. Đổ nước vô nè. À. Thấy không? Đây đây là ngày thứ 89 nè. Ừ. Rồi là tới ngày rồi mới bắt vô kia. À bắt vô nấu. Ừ. Nấu xong cái là đổ lên đây hả? Đó, nấu á cũng như in con nấu nó tắt vậy đó. Yeah. Nó bốc lên rồi nó dẹp lạnh nó trên đó, nó nhỏ xuống rồi chỉ cho canh. À à. Ừ. À muốn ngày học gì nó bị muốn tôi sao. Hay ha. Để nó nấu là nó nhỏ từng giọt xuống. Rượu giống như chân cắt luôn nè, y chân cắt luôn nha. Vậy mà hồi giờ có nghĩ nấu rượu giống như ép dầu. Đây nè cái. Ông còn nấu cái tâm mẹ ra kia cho nó bỏ. Ông lên kia ông mua cái bạch thuốc gì đây, dài chục mét ông bỏ luôn dài, nó như lộn quán. Yeah. Chứ bữa nay mà còn đi làm con cái đục mỹ đây, cái đồ khôn hoài. Trời ơi. Vậy thôi chứ lửa mình trộm liên tục hả cô? Ừ. Giữa bỏ đây trộm liên tục hả chứ không? Liên tục. Mà mình nấu mình nhìn biết chừng nào mà nó sang một... Con nấu một nồi 10 lít rượu, 10 lít cái gạo rồi con lấy ra 10 lít. Dạ. Yeah. Nếu thấy đủ lít rồi là mình rửa cái đó ra mình... Bây giờ với lại mình thử rồi nó lạc. Dạ. Cái rượu theo nó là nó lạc. Nó có chừng hết nè. Đang ấy rượu được không? Bả rượu đây là cái bả xe cho heo ăn nha. Bả rượu cho heo ăn nha. Bả. Gà nó ăn không? Nếu vậy nó như cơm mà nó hết chắc không? Một số người nghiện rượu đó nó là uống rượu cũng thay như là ăn cơm mà nó lấy chất từ gạo ra đúng rồi. Chân cắt lên. Dạ. Mình nấu về an toàn. Cô thấy nào cô nhớ chứ còn nếu mà cô không thấy là hôm nay giờ cô nói. Dạ thì đa số giờ nấu rượu mình cồn mà nó bỏ vô nó pha chế. Thấy rồi mới nói chứ còn không thấy là không có nói. Nói là cậu với ai cũng làm với cái nhân sinh của con người. Dạ. Yeah. Chứ không phải là lấy còn 4 lít luôn này. Đời sống bây giờ mà. Cô nấu rượu, cô mình nếm rượu, uống rượu được không? Uống được chứ. Được hả? Uống được mấy... được chừng chút rồi chứ, đâu uống nhiều. Đừng nấu quen là nghiện chứ. Thì cô nói chứ chú Hai đâu biết nấu đâu không? Không là không biết. Biết không? Không. Chà. Ông là biết cái gì? Ông là... Ông là tổng quản lý hả? Ông phí thiệt á chứ. Ông có cái tôn của ông thân này. Cực. Ông
sướng.